Chào mừng các bạn đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn hoạt động trải nghiệm lớp 3, trang 9 đến trang 10, sách Chân Trời Sáng Tạo, tuần 2. Đầu tiên là phần sinh hoạt dưới cờ, tham gia học tập nội quy nhà trường. Số 1 nhỏ là nghe phổ biến về nội quy nhà trường, 2 là chia sẻ về khó khăn mà em có thể gặp khi thực hiện nội quy và cách khắc phục khó khăn đó. Thì ở phần tham gia học tập nội quy nhà trường thì các em sẽ tham gia và lắng nghe giáo viên chủ nhiệm và giáo viên tổng phụ trách đội phổ biến về nội quy nhà trường và thực hiện việc rèn luyện theo nội quy của nhà trường. Sau đó thì các em sẽ chia sẻ về những cái khó khăn mà em có thể gặp khi thực hiện nội quy của nhà trường và cái cách khắc phục đó là. Thì ở đây các em sẽ chia sẻ về cái khó khăn. Ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta thực hiện cái nội quy của nhà trường thì có thể là có bạn sẽ gặp khó khăn bởi vì nhà bạn cách xa trường học, rồi em có thể đến trường muộn giờ học. Thì để cái khắc phục cái khó khăn đó thì chúng ta sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường cho kịp giờ vào lớp. Thì đây là một số chia sẻ về khó khăn và cái cách khắc phục những khó khăn đó để thực hiện đúng cái nội quy của nhà trường. Rồi tiếp theo là hoạt động theo chủ đề, hoạt động 4, báo cáo kết quả thực hiện thời gian biểu của em. Một nhỏ là trao đổi với bạn về kết quả thực hiện thời gian biểu của em. Thì các em sẽ ngồi theo nhóm. Học sinh sẽ ngồi theo nhóm chia sẻ với bạn về kết quả thực hiện thời gian biểu của bản thân. Tức là chúng ta sẽ chia sẻ về những cái hoạt động nào mà mình đã thực hiện hàng ngày, rồi những cái hoạt động nào thỉnh thoảng mình mới thực hiện, và những cái hoạt động nào mà em có thể thực hiện hàng ngày nhưng em chưa tuân thủ thời gian đã đề ra. Thì chúng ta sẽ trao đổi như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là suy nghĩ của em sau khi thực hiện cái thời gian biểu ra lập. Thì các em có thể chia sẻ, ví dụ như em đã thực hiện việc làm bài tập về nhà hàng ngày, thi thoảng em mới dậy sớm tập thể dục, quét nhà giúp mẹ, hàng ngày em sẽ đi ngủ sau khi làm bài tập xong, nhưng em chưa tuân thủ thời gian đề ra, đó là 10 giờ tối đi ngủ. Thì sau khi thực hiện thời gian biểu đã lập thì em thấy rất vui vì đã làm những cái công việc hàng ngày một cách hợp lý, điều độ hơn và có trách nhiệm hơn với bản thân. Thì đó là những điều chúng ta sẽ chia sẻ với bạn về cái kết quả thực hiện thời gian biểu của mình. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là ghi lại những cái điều em học được sau khi chia sẻ về kết quả thực hiện thời gian biểu. Thì các em sẽ suy nghĩ và chúng ta sẽ ghi lại những cái điều mà đã học được từ chính bản thân của mình sau khi trao đổi về cái kết quả thực hiện thời gian biểu, gồm những cái vấn đề, ví dụ điều gì đã làm em đã làm tốt và cần tiếp tục phát huy, và điều gì em cần điều chỉnh trong cái thời gian biểu của mình, điều gì em cần điều chỉnh trong học hỏi từ bạn cùng nhóm hoặc là trong cái thời gian biểu. Thì chúng ta sẽ ghi lại những cái điều mà chúng ta sẽ học được sau khi chia sẻ về kết quả thực hiện thời gian biểu. Rồi tiếp theo hoạt động thứ 5 là ứng xử với những tình huống đột xuất khi thực hiện thời gian biểu. Số 1 nhỏ, đọc và xử lý các tình huống sau. Tình huống 1, theo thời gian biểu chiều Chủ nhật từ 17:30 đến 18:00, Hùng sẽ giúp mẹ trông em để mẹ chuẩn bị nấu cơm tối. Sau đó Hùng sẽ đi đá bóng. Nhưng hôm nay, đội bóng lại rủ nhau đến từ 17:30 để chuẩn bị. Nếu là Hùng, em sẽ xử lý như thế nào, vì sao? Như vậy ở trong tình huống 1 này, nếu em là Hùng thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu là Hùng thì em vẫn sẽ ở nhà giúp mẹ trông em để mẹ chuẩn bị nấu cơm tối theo thời gian biểu em đã lập ra. Sau đó thời gian đó thì em tới ra sân. Mới ra sân bóng để mà chơi với các bạn. Rồi tình huống 2, hôm nay Tâm cho Kiên mượn Nguyễn Truyện rất hay,
nhưng lại đề nghị Kiên trả luôn trong sáng mai. Kiên đọc tới 21 giờ đã tới giờ ngủ, theo cái thời gian biểu mà vẫn chưa xong. Nếu là Kiên em sẽ xử lý như thế nào, vì sao? Thì nếu là Kiên thì em sẽ đi ngủ theo đúng thời gian biểu mà mình đã lập ra. Sáng mai đến lớp em sẽ hỏi ý kiến Tâm nếu có thể cho em mượn thêm một lúc được không, vì em vẫn chưa đọc xong quyển truyện đó. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, nêu những cái tình huống đột xuất khác mà em đã gặp khi thực hiện thời gian biểu và cách giải quyết của em. Thì chúng ta sẽ nêu thêm những cái tình huống khác mà em đã gặp khi mà thực hiện cái thời gian biểu và nêu cái cách giải quyết của mình. Thì các em có thể lấy các tình huống thực tế em đã trải qua. Ví dụ như là thời gian biểu của em là 21 giờ em phải đi ngủ, nhưng hôm đó em còn quá nhiều bài tập chưa hoàn thành, và em đã giải quyết bằng cách là vẫn thực hiện đúng thời gian biểu là sáng hôm sau, thì em sẽ dậy sớm hơn để hoàn thành tốt bài tập của mình. Tức là 21 giờ em vẫn đi ngủ bình thường, nhưng mà sáng hôm sau thì các em sẽ dậy sớm để mà hoàn thành nốt cái bài tập còn lại. Rồi tiếp theo là phần sinh hoạt lớp, là chúng ta sẽ tham gia xây dựng nội quy lớp học. Một nhỏ là thảo luận xây dựng nội quy lớp học, hai là lập bản cam kết thực hiện nội quy lớp học. Thì đối với cái việc thảo luận xây dựng nội quy lớp học thì các em sẽ hoạt động theo tổ thảo luận về nội quy của nhà trường mà các em đã thực hiện trong 2 tuần vừa qua, và nêu cái ý kiến về các nội quy lớp học mà các em mong muốn, như là giơ tay phát biểu ý kiến nè, giữ gìn vệ sinh lớp thật tốt nè, giúp đỡ bạn trong học tập. Thì đó, chúng ta sẽ thảo luận và xây dựng nội quy lớp học. Rồi thứ hai là lập bản cam kết thực hiện nội quy lớp học. Thì các em sẽ lập bản cam kết thực hiện nội quy lớp học bằng cách là in dấu tay lên bản nội quy của lớp, như cái một cái cách thức thể hiện sự nhất trí với cái bản nội quy đã đề ra và cam kết thực hiện cái nội quy đó. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi một hoạt động trải nghiệm lớp 3 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong, các em thấy thích thì đăng ký kênh của thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tập tốt. Cô chào tạm biệt các em.